Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với tạp chí Cộng sản, Cục Du lịch Quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo phát triển các sản phẩm cho thị trường quà lưu niệm, quà tặng du lịch mang tính chuyên nghiệp, độc đáo, bản sắc địa phương miền cố đô. Hội nghị giao ban công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng tiêu cực và công tác tôn giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Ninh Bình tổ chức phiên họp thứ 7 để đánh giá kết quả đạt được trong năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Cục Du lịch Quốc gia, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo phát triển các sản phẩm cho thị trường quà lưu niệm, quà tặng du lịch mang tính chuyên nghiệp, độc đáo, bản sắc địa phương miền cố đô. Đến dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tiến sĩ Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành đoàn thể, các huyện, thành phố và hơn 100 đại biểu là các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, đại diện một số hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quà tặng du lịch. Báo cáo đề dẫn, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bày tỏ vui mừng được đón các đại biểu, các nhà khoa học, nhà quản lý, các đơn vị sản xuất quà lưu niệm, quà tặng du lịch, các cơ quan thông tấn báo chí về dự hội thảo. Nhấn mạnh Ninh Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa yêu nước. Vùng đất có vị thế địa chính trị, địa kinh tế quan trọng, nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch. Ninh Bình còn được biết đến là nơi tụ sơn hội thủy, nơi được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng nhiều cảnh quan thiên nhiên phong phú đặc sắc với nhiều danh lam thắng cảnh, gắn với truyền thống văn hóa lịch sử vô cùng hào hùng. Nơi đây cũng từng là kinh đô của nhà nước phong kiến, trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam, gắn liền với ba triều đại nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Lý. Trong những năm vừa qua, ngành du lịch đã có đóng góp không nhỏ trong cơ cấu GRDP toàn tỉnh, bước đầu tạo được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng tăng tỷ trọng, khối dịch vụ, thúc đẩy nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác phát triển, tiếp tục trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Năm 2023, toàn tỉnh đón trên 6,5 triệu lượt khách tham quan, tăng 77% so với năm 2022, doanh thu đạt trên 6.500 tỷ đồng, gấp 2 lần so với năm 2022. Tỉnh Ninh Bình có tiềm năng to lớn để sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm du lịch. Bởi có sự đa dạng về điều kiện tự nhiên, văn hóa, có lượng du khách đến tham quan rất lớn. Ninh Bình là nơi hình thành, lưu giữ nhiều làng nghề thủ công truyền thống, có bề dày lịch sử, văn hóa hàng nghìn năm, hội tụ các di sản văn hóa, vật thể và phi vật thể gắn với đời sống cộng đồng của địa phương. Hiện nay, tỉnh có 77 làng nghề được công nhận, trong đó có 4 làng nghề chế biến bảo quản nông lâm thủy sản, 13 làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, 46 làng nghề sản xuất đồ gỗ, mây che đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi thêu ren, 11 làng nghề sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh, 3 làng nghề dịch vụ phục vụ đời sống trong nông thôn. Ninh Bình cũng sở hữu nhiều lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, với diện tích đất tự nhiên và xu thế phát triển đô thị hóa gắn với định hướng phát triển kinh tế du lịch, do vậy, chủ trương định hướng của tỉnh chú trọng vào phát triển các sản phẩm OCOP đặc trưng, đặc sản, đặc hữu theo hướng nâng cao chất lượng và hướng tới sản phẩm phục vụ cho thị trường du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh Ninh Bình. Thời gian gần đây, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động đầu tư máy móc, cải tiến bao bì mẫu mã, mở rộng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch đặc trưng, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực, thúc đẩy ngành công nghiệp không khói của tỉnh phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển các sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm còn hạn chế, chưa đa dạng về mẫu mã, chủng loại, một số sản phẩm còn trùng lặp, đơn điệu, chưa thể hiện nét riêng về văn hóa, con người, vùng đất cố đô.
Định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới được xác định là phát triển nhanh, bền vững, phát triển kinh tế đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng nổi trội, giá trị độc đáo và lợi thế riêng có của địa phương, cốt lõi là lấy bảo tồn, phát huy các giá trị, di sản văn hóa lịch sử, cảnh quan thiên nhiên cùng truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất cố đô Hoa Lư làm nguồn động lực cho phát triển. Lĩnh vực dịch vụ được xác định là động lực, là nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, tạo nền tảng khai thác có hiệu quả và bảo vệ các giá trị văn hóa lịch sử, di sản thiên nhiên văn hóa thế giới Tràng An, từng bước phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực. Ninh Bình đặt mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2050 là một trong những tỉnh khá, phát triển toàn diện, nhanh và phát triển bền vững của vùng đồng bằng sông Hồng, là một trong những trung tâm du lịch cấp quốc gia, đẳng cấp quốc tế, là nơi đáng sống, an toàn và thân thiện. Để hội thảo đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần phát triển thị trường quà tặng, quà lưu niệm du lịch Ninh Bình nói riêng, cả nước nói chung, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các đơn vị sản xuất quà tặng quan tâm thảo luận, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, những bài học hay và gợi mở những cách làm, ý tưởng hay, phát triển sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm cho tỉnh Ninh Bình. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đã khẳng định những giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên riêng có của tỉnh Ninh Bình chính là tiềm năng quan trọng để tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Thị trường quà lưu niệm, quà tặng du lịch mang tính chuyên nghiệp độc đáo, bản sắc địa phương, miền cố đô. Đặc trưng nổi trội của Ninh Bình có mấy điểm thế này. Đây là ai cũng biết là cố đô của nước Việt Nam. Nhưng mà cố đô này là xuyên suốt từ thời kỳ tiền sử, thời kỳ từ trên hang đá xuống đến thung lũng, xuống đến đồng bằng, đến định đô Hoa Lư và đến thời kỳ hiện đại, không có nơi nào có cả. Thứ hai là một kinh đô quyện chặt giữa cái văn hóa cảnh quan thiên nhiên, cái giá trị văn hóa với cảnh quan thiên nhiên nó quyện chặt với nhau, cái giá trị rất đặc sắc. Rồi một cái cố đô ở đây lại vừa là kinh đô, vừa là đế đô, vừa là quốc đô của một thời. Và một điểm nữa là một di sản cố đô định cư xuyên suốt từ thời kỳ xưa đến nay, không giống như nhiều nơi khác, có thể có thời kỳ thành hoang phế rồi, hoang phế hoang tàn rồi, và sau đó phải trải qua không có cư dân định cư, người ta phải quá trình di sản hóa, và thậm chí di sản hóa xong thì cũng không thể có cư dân đến ở, chỉ địa điểm tham quan du lịch thôi chứ không phải cái chỗ định cư. Và đặc biệt nữa đó là cái di sản này xuyên suốt các thời kỳ đều được thờ phụng cả nước, hướng về cả về mặt thể chế nhà nước cũng như người dân. Đấy, luôn hướng về như một nơi linh khí của dân tộc bằng sắc phong, bằng thờ phụng nghi thức của dân gian. Đấy, là một nơi có cả các di sản nhiều tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, nó làm thiêng hóa các cái giá trị di sản này. Thế đây là đặc trưng nổi trội, cái giá trị cung đình và kinh đô một thời, các cái sản phẩm từ ẩm thực. Để thông qua chúng ta biết sản phẩm cung đình, cái ẩm thực đấy nó được nghệ thuật hóa và sau này quay trở lại dân gian, được thương mại hóa, cái sản phẩm du lịch, ngay kể cả các cái sản phẩm như chúng ta nuôi chèo rồi sẩm vân vân, nhiều môn nghệ thuật khác chúng ta phải qua cung đình hóa thì nó mới thành nâng tầm nghệ thuật và sau này trở lại với dân gian. Rồi đấy, những cái sản phẩm ví dụ như cái biểu tượng của cổng, còn có thành Hoa Lư, kinh thành, những cái này ở các nơi thủ đô rất quan trọng, biểu tượng phải có cổng thành, sau này in lên các cái sản phẩm lưu niệm vân vân, tất cả các dạng như thế. Hay là nghệ thuật may thêu cũng thế, may thêu này lại còn gắn với cả thiết kế của cung đình, bây giờ chúng ta làm những cổ trang vân vân, y phục. Đấy, rồi thảo dược, sinh dược là liên quan đến sức khỏe, cũng liên quan đến câu chuyện, vừa là câu chuyện của nhân quần, vừa là của cung đình. Một cái giá trị nữa là giá trị đến từ sinh thái. Đây là cái rừng Cúc Phương. Rừng Cúc Phương là rừng đặc dụng đầu tiên ở Việt Nam, 5 lần được giải nhất châu Á. Được bảo có vẻ bảo vệ một cách nghiêm ngặt nhất. Ngay cái hình tượng của cái trò cũng đã có thể là chế tác thành sản phẩm du lịch rồi. Đất ngầm nước Vân Long lớn nhất miền Bắc, có vỏ quần đùi trắng. Đấy, nguy cơ bị tuyệt chủng đấy. Duy nhất ở trên thế giới.
đặc biệt nữa là có những giá trị đến từ toàn cầu hóa các di sản. Tôi nói ví dụ như là cái bức tranh, bức họa về Trúc Lâm Đại Diễn Xuất Sơn Đồ của Trung Quốc, nói về cảnh Trần Nhân Tông, chúng ta biết là từ trên núi xuống và chuẩn bị, và sau khi tu ở tại hành cung Vũ Lâm 5 năm ra Thăng Long, và sau đó chúng ta biết Yên Tử trên con đường hình thành phát triển của tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Đấy, thì đây là những cái này giá trị toàn cầu rồi, không giá trong nước thì mình không để ý, nhưng mà thế giới thì người ta rất đánh giá cao những cái giá trị này. Sắp sửa chúng tôi có hội thảo, hay là phim Kinh Công nó đã trở thành di sản rồi, những hình tượng con khỉ Kinh Công gắn với núi rừng của Tràng An nó thành di sản rồi. Hay như thế nào được thể hiện trên các cái sản phẩm quà tặng, đặc biệt nhất đó là quần thể danh thắng Tràng An sở hữu danh hiệu UNESCO, nó tự như một đống một cái dấu để đi vào thế giới với khách hàng thế giới, hội nhập vào mạng lưới trung tâm công nghiệp văn hóa và du lịch thế giới, quảng bá thương hiệu. Thứ nữa là giá trị đến từ các di sản tôn giáo, kể cả giá trị đến từ thương hiệu của công nghiệp hiện đại, ngay ô tô thành công là thành thương hiệu rồi, cũng có thể tạo ra có những cái sản phẩm du khách. Vai trò của các tác nhân mà tôi cho rằng hết sức quan trọng, đầu tiên các nhà sáng tạo và các nghệ nhân, để truyền những ý tưởng này ra được sản phẩm đặc sắc và độc đáo. Còn có cái thiết kế sáng tạo này nữa, mà đây là nhược điểm của Ninh Bình, thì mong các nhà thiết kế sáng tạo góp ý là đó là không gian bày trí nơi phân phối sản phẩm nó mới tạo ra giá trị gia tăng. Bán sản phẩm du lịch và bán những sản phẩm khác biệt độc đáo, giá trị gia tăng cao, không thể bán như kiểu sản phẩm thông thường được. Các nhà sáng tạo câu chuyện, thổi hồn cho từng sản phẩm, cho từng không gian bày trí, từng con đường di sản, làm hồn của thương hiệu. Cái vai trò của doanh nghiệp, nói gì nói chúng ta biết câu chuyện này, trung tâm đây là câu chuyện doanh nghiệp. Doanh nghiệp là của cái nhà đầu tư vào các khâu thuê thiết kế để sản xuất, để phân phối, để tiêu thụ này, xây dựng chuỗi cửa hàng. Và cuối cùng là vai trò của chính quyền. Chính quyền ở đây là một, phải định hình được một cái triết lý dẫn dắt. Từ cái đặc trưng của Ninh Bình như vậy thì triết lý là cái gì? Rồi quy hoạch đất đai cho sản xuất, phân phối, đặc biệt nhất là cái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trên thực tế chúng ta biết những cái ngành này chúng ta phải đi theo hướng về những sản phẩm tạo ra về khác biệt, tức là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn, trên cơ sở những gợi mở đó, tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đại biểu, các nhà nghiên cứu, chuyên gia để Ninh Bình phát triển thị trường sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên thứ nhất của hội thảo với chủ đề đánh giá thực trạng thị trường sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch của Ninh Bình, các đại biểu nhận định sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch của Ninh Bình tuy có sự gia tăng về số lượng, cải thiện về chất lượng, song số lượng quà tặng còn khá khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, chưa mang nét đặc trưng của tỉnh, còn đơn giản về mẫu mã, nghèo nàn về chủng loại và chưa tạo được dấu ấn thương hiệu để hấp dẫn du khách. Chia sẻ kinh nghiệm phát triển quà lưu niệm ở một số quốc gia trên thế giới, ở Việt Nam nhận diện những nét tương đồng, những khó khăn trong phát triển thị trường quà tặng du lịch tại Hà Nội, các đại biểu đề xuất tỉnh cần có những biện pháp khuyến khích phát triển ngành hàng quà tặng du lịch nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân, khẳng định bản sắc văn hóa quê hương. Tỉnh cũng cần chú trọng xây dựng câu chuyện văn hóa cho các sản phẩm quà tặng du lịch, đưa giá trị văn hóa lịch sử của vùng đất cố đô lên các sản phẩm, từ đó giúp tăng giá trị, tạo sự khác biệt cho sản phẩm lưu niệm của tỉnh. Tập trung khảo sát đánh giá lựa chọn phát triển các làng nghề, kết hợp du lịch, chú trọng xây dựng thương hiệu cho từng làng nghề, nghệ nhân. Cần có chính sách hỗ trợ đầu tư xúc tiến, sản phẩm, xử lý môi trường, đầu tư cơ sở, hạ tầng, giao thông, phát triển dịch vụ hỗ trợ tại các khu, điểm du lịch. Đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cũng chia sẻ cách làm riêng của mỗi đơn vị trong lựa chọn phát triển các sản phẩm quà tặng du lịch, khai thác đúng tiềm năng thế mạnh gắn với đặc trưng văn hóa lịch sử địa phương. Chúng tôi cũng nhìn thấy cơ hội rất lớn để có thể đồng hành cùng ngành du lịch tỉnh nhà. Chúng tôi dự kiến phát triển một số mặt hàng quà tặng du lịch song song với sản phẩm hiện tại. Những sản phẩm này không chỉ nhằm mục đích tăng doanh thu doanh nghiệp mà còn góp phần tạo dấu ấn riêng, lan tỏa hơn hình ảnh về đất nước con người Ninh Bình đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Trong thời gian tới, chúng tôi dự kiến đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các loại bánh được làm từ dứa với dây chuyền chế biến hiện đại, chất lượng cao, mẫu mã bao bì bắt mắt, thể hiện được dấu ấn quê hương Ninh Bình, vừa đáp ứng được giá trị ẩm thực, dinh dưỡng
vừa mang bản sắc của vùng đất đồng giao, phục vụ nhu cầu quà tặng du khách quốc tế. Đề cập những khó khăn còn gặp phải, đại diện doanh nghiệp cũng đề xuất tỉnh một số giải pháp để gỡ khó, thúc đẩy phát triển thị trường quà tặng du lịch như tỉnh cần tổ chức các cuộc thi về sản phẩm và dịch vụ phục vụ du lịch, hỗ trợ địa điểm bày bán sản phẩm chuyên nghiệp tại các điểm du lịch trong tỉnh, tăng cường các dịch vụ phục vụ du lịch, truyền thông qua các kênh mạng xã hội, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ tài chính và chính sách thuế ưu đãi. Cho rằng sản phẩm quà tặng quà lưu niệm của tỉnh Ninh Bình còn chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng số mặt hàng được bày bán, giới thiệu, mẫu mã còn đơn điệu, chưa đa dạng. Sản phẩm quà lưu niệm gắn với biểu trưng văn hóa của tỉnh còn ít. Lãnh đạo Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cũng đề xuất tỉnh cần quan tâm hỗ trợ và phát triển các làng nghề truyền thống. Thứ nhất là giúp cho các làng nghề về cái xây dựng các cái trang thông tin điện tử. Thứ hai là hỗ trợ tính liên kết giữa các cái cơ sở làng nghề. Cái thứ ba là có cái chính sách ưu đãi để chỉ đạo các ngân hàng, nhất là ngân hàng nông nghiệp chẳng hạn, có cái chính sách nào để giúp cho cơ sở cũng có cái hỗ trợ để cho các cái làng nghề mà di chuyển ra để không ảnh hưởng đến môi trường và để cái tiền thuê đất nó vừa phải thì người ta mới tiếp tục được. Các cái làng nghề chúng ta khi mà thiết kế các cái sản phẩm thì chúng ta mỗi cái sản phẩm chúng ta phải xây dựng được cái câu chuyện văn hóa lịch sử cho cái từng sản phẩm quà tặng. Tại phiên thảo luận thứ hai với chủ đề giải pháp nghiên cứu thiết kế mẫu sản xuất phát triển sản phẩm quà tặng du lịch Ninh Bình và cơ chế chính sách thúc đẩy, trên cơ sở chia sẻ với một số cách làm riêng hiệu quả của nhiều nước trên thế giới và một số tỉnh thành phố trong nước phát triển các sản phẩm quà tặng du lịch, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế và đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường quà tặng ở Ninh Bình. Các đại biểu cho rằng cần kiến tạo mô hình du lịch nông nghiệp độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa địa phương, cần có không gian diễn sướng và trải nghiệm, tăng giá trị sản phẩm độc đáo, mang bản sắc cố đô, chú trọng đào tạo nâng cao trình độ nhân lực du lịch nông thôn, tổ chức các mô hình chợ quê, hội chợ sản phẩm liên kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm du lịch. Phát biểu tại hội thảo, bà Phạm Thị Thanh Hường, trưởng ban văn hóa, văn phòng UNESCO tại Hà Nội, cũng đặc biệt đề cập đến việc gắn kết cộng đồng với di sản thế giới, quần thể danh thắng Tràng An thông qua việc phát huy thương hiệu di sản cho giá trị sản phẩm, dịch vụ địa phương, trong đó đề xuất các hoạt động xây dựng và quảng bá thương hiệu của tỉnh Ninh Bình cần ưu tiên tập trung. Chúng tôi cho rằng cần phải có cái sự rà soát lại về một cái chiến lược marketing cho các sản phẩm và dịch vụ của địa phương. Trong đó thì đặt cái trọng tâm là chúng ta khai thác và phát huy cái giá trị của một khu di sản thế giới. Thứ hai là Ninh Bình có thể nghiên cứu cũng trong gắn liền với cái chiến lược marketing đó thì có thể nghiên cứu những cái biện pháp, những cái giải pháp rất là cụ thể gắn liên quan đến việc là gắn nhãn hoặc là gắn nhãn sinh thái, hoặc là gắn nhãn di sản. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khắc Sử, Viện Khảo cổ học Việt Nam cũng gợi mở cho tỉnh giải pháp phát triển các sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm du lịch từ các di tích, di vật thời tiền sử và lịch sử của Tràng An. Chúng ta thấy được rằng, ví dụ ốc biển, ta chỉ thấy là hang Bói, hiện đại ngày 2447 năm, không trừ 72 năm các ngày nay. Những loại ốc mà Nethia này, đây là không còn nữa. Nó có một cái dáng rất là đẹp và người tiền sử đã sử dụng nó để là đeo. Thì cái này chúng ta cứ suy nghĩ xem có thể làm quà tặng được không. Rất là tâm đắc là chúng ta có được cái đồng tiền thời đêm Thái Bình Hưng Bạc. Vâng, niên đại 970 năm là tồn tại đến 980 năm và là đồng tiền của thời nhà Đinh, Đinh Tiên Hoàng và là đồng tiền của một cái thời kỳ mà độc lập đầu tiên của dân tộc cực kỳ quan trọng, và cho nên là tôi nghĩ cái này có thể sử dụng để làm đồ lưu niệm. Cũng tại hội thảo, tiến sĩ Trương Sĩ Vinh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, đề xuất các giải pháp phát triển các sản phẩm cho thị trường quà tặng, quà lưu niệm du lịch mang tính chuyên nghiệp độc đáo, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành du lịch Việt Nam giai đoạn mới. Vấn đề thứ nhất là cần phải có sự quan tâm đúng mức đến cái sản phẩm quà tặng đối với khách du lịch này. Vấn đề thứ hai, để làm ra một sản phẩm như thế này phải có sự kết hợp của các ngành và các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là các chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau, chuyên gia về văn hóa, chuyên gia về mỹ thuật, chuyên gia về du lịch và các chuyên gia khác. Và cái thứ ba, vì sản phẩm này là bán cho khách du lịch, cho nên cần phải có điều tra về nhu cầu của khách du lịch. Và ngược lại, sau khi chúng ta sản phẩm có rồi
phải điều tra cái phản hồi của khách du lịch đối với sản phẩm của chúng ta bán ra. Phản đấy phải có chất lượng và phản ánh đúng với cái giá trị văn hóa và đặc điểm của địa phương. Các đại biểu cũng cho rằng quà tặng du lịch phải đảm bảo gọn, nhẹ, dễ mang theo, mang đặc trưng văn hóa vùng miền. Do vậy, đề xuất tỉnh cần quan tâm xây dựng chiến lược truyền thông, tăng cường kết nối giữa các nhà chuyên môn để tạo ra sản phẩm quà tặng du lịch đạt tiêu chuẩn chất lượng, hướng tới bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Đại diện doanh nghiệp Xuân Trường cũng chia sẻ những kinh nghiệm, định hướng của đơn vị trong phát triển du lịch nói chung và có cách làm riêng để thúc đẩy thị trường quà tặng du lịch, thu hút khách tham quan trải nghiệm mua sắm tại Ninh Bình. Chúng tôi sẽ đầu tư để làm những công trình. Thứ nhất là cái làng Việt, tức là cái làng sân dược của chúng ta khoảng 500 hectare đấy, kết hợp với phim trường thì chúng ta có một sản phẩm rất mới, rất lạ. Việc thứ hai, chúng tôi có những cái đường, con đường của người tiền sử, đó là chúng ta nối những con người từ khi biển tiến biển lui, con người tồn tại đến nay hàng chục nghìn năm, ít nhất 100.000 năm đã tồn tại ở Ninh Bình. Và đặc biệt nữa là chúng tôi sẽ phục dựng lại cái cố đô Hoa Lư xưa. Thế là nguồn vốn thì do trung ương, địa phương và doanh nghiệp cùng làm. Những ý kiến tâm huyết của các nhà quản lý, các chuyên gia, các đơn vị sản xuất kinh doanh quà tặng, các nhà thiết kế tại hội thảo đã gợi mở giúp tỉnh Ninh Bình có thêm nhiều giải pháp để phát triển sản phẩm quà tặng du lịch độc đáo, mới lạ, tinh tế, đặc trưng và mang dấu ấn của vùng cố đô. Phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo, phát triển các sản phẩm cho thị trường quà lưu niệm, quà tặng du lịch mang tính chuyên nghiệp, độc đáo, bản sắc địa phương miền cố đô, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham luận của các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Qua hội thảo sẽ giúp Ninh Bình tiếp tục định hướng, lãnh đạo chỉ đạo phát triển mạnh mẽ hơn ngành du lịch của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các vị đại biểu đã dành thời gian, sự quan tâm đặc biệt cho hội thảo, đồng thời khẳng định trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và phát triển, tỉnh Ninh Bình luôn kiên định với định hướng phát triển nhanh, bền vững. Định hướng này giúp cho tỉnh có một cơ cấu kinh tế hợp lý, 90% cơ cấu kinh tế là thương mại dịch vụ, trong đó dịch vụ chiếm 47% và công nghiệp khoảng 43%, nông nghiệp khoảng 10%. Như vậy, dịch vụ du lịch chiếm một vị trí quan trọng, tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển. Để Ninh Bình có một môi trường sống bình yên, nhân dân có việc làm, hướng tới phồn vinh hạnh phúc, thu nhập bình quân đầu người của người dân Ninh Bình năm 2022 đứng thứ 12 trên 63 tỉnh, thành phố, là một trong 16 tỉnh của cả nước tự cân đối ngân sách và điều tiết về trung ương. Đặc biệt sau đại dịch COVID-19, dịch vụ du lịch phục hồi mạnh mẽ, góp phần cho du lịch của tỉnh tiếp tục tăng trưởng hai con số. Năm 2022 đạt 15,15%, năm 2023 là 13,23%. Con số ấn tượng này càng khẳng định định hướng đúng của tỉnh trong phát triển du lịch. Hội thảo hôm nay là một trong những giải pháp nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu là tiếp tục phát triển du lịch nhanh và bền vững, là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và khẳng định thương hiệu du lịch của tỉnh và từng bước thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa như trong mục tiêu đã đề ra. Với mục tiêu quan trọng là kiến tạo không gian kết nối của các nhà thiết kế sáng tạo, sản xuất phân phối quà lưu niệm du lịch, chia sẻ nhu cầu các bên để đánh giá được cái điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội thách thức. Đặc biệt qua hội thảo này, để các cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp là Ủy ban dân tỉnh Ninh Bình xem xét, nghiên cứu để trình ban hành các kế hoạch và các cái chính sách để thúc đẩy lĩnh vực này. Và tại hội thảo thì trong một thời gian cũng không dài, nhưng ban tổ chức chúng tôi rất là vui là đã nhận được hơn 20 bài tham luận với tính chuyên sâu, tâm huyết và rất trăn trở với Ninh Bình cũng như là quốc gia trong lĩnh vực quà tặng. Và đặc biệt các ý kiến tham luận tại hội thảo đã làm sâu sắc hơn các nội dung, các vấn đề mà mục tiêu hội thảo đã đặt ra. Trong đó các lĩnh vực về thực trạng thị trường sản phẩm quà tặng lưu niệm thì các đại biểu cũng nêu hết sức sâu sắc, có những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, nhiều ý kiến cũng trực diện và rất thẳng thắn để thấy được những thành quả, thành tích đến thời điểm này, nhưng những vấn đề tồn tại mà chúng ta cần phải tập trung trong thời gian tới. Thứ hai, các đại biểu cũng giới thiệu bổ sung các kinh nghiệm trong nước và quốc tế và sự liên kết giữa các vùng. Và thứ ba, gợi mở một cách mạnh mẽ, làm sâu sắc hơn những giá trị
về lịch sử văn hóa của vùng đất và con người Ninh Bình, những giá trị của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới cần được tích hợp và thể hiện trong sản phẩm du lịch. Đây là một nội dung tôi thấy rằng là cũng hết sức là sâu sắc và quan trọng. Những chính sách có liên quan hỗ trợ để chúng ta làm sâu sắc, để chúng ta tôn vinh các nghệ nhân, để tôn vinh hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các nhà thiết kế để thực hiện trong lĩnh vực quà tặng thì cũng còn nhiều những vấn đề cần quan tâm. Một trong những giải pháp các đại biểu cũng gợi ý thì trong đó cũng đã tập trung vào các lĩnh vực như chúng tôi thấy cần quan tâm, đó là Ủy ban tỉnh cần phải chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách một cách hết sức cụ thể để chúng ta thúc đẩy lĩnh vực quà tặng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo có tính chất chuyên đề để làm sâu sắc hơn các bước đi, định hướng, kế hoạch của tỉnh trong thời gian tới, đồng thời bày tỏ mong muốn các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các nhà quản lý tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ, góp ý kiến tâm huyết để tỉnh sớm hiện thực hóa mục tiêu, chiến lược đã đề ra. Chiều nay, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị giao ban công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng tiêu cực và công tác tôn giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Cùng dự có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên các ban chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp tỉnh, lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc khối nội chính, các đồng chí bí thư các huyện ủy, thành ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Năm 2023, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo của Trung ương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, công tác tôn giáo và đã đạt được kết quả toàn diện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được ổn định và giữ vững, nhất là trong các dịp lễ Tết, các hoạt động kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cổ Việt, Festival Ninh Bình lần thứ hai, các hội thảo quan trọng mang tầm quốc gia, quốc tế, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 và hoàn thành các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp xã trong nhiệm kỳ. Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp tiếp tục được củng cố và kiện toàn. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo đúng quy định của luật không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được quan tâm chỉ đạo, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Cấp ủy, ban chỉ đạo thực hiện công tác tôn giáo các cấp đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, quan tâm phát triển đảng viên là người theo tôn giáo. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn khẳng định những kết quả đạt được trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, công tác tôn giáo năm 2023 đã góp phần quan trọng tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp các ngành cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác biên phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác an ninh chính trị nội bộ, an ninh tôn giáo, an ninh công nhân, không để bị động bất ngờ, phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, làm tốt công tác phối hợp giữa các cấp các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, tiếp tục quan tâm bồi dưỡng phát triển đảng viên là người có tôn giáo, xem xét giải quyết kịp thời đúng quy định các đề nghị chính đáng của các cơ sở tôn giáo. Sáng nay, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 với chủ đề Đoàn kết mẫu mực kỷ cương chủ động sáng tạo quyết thắng. Tới dự có Đại tá Đỗ Ngọc Hiên, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3, Đại tá Đinh Công Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố trong lực lượng vũ trang tỉnh.
Năm 2024 là năm có ý nghĩa quyết định thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước và quân đội. Quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng ủy quân khu và Đảng ủy quân sự tỉnh, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 với tư tưởng chỉ đạo, giữ vững đoàn kết, mẫu mực, nêu gương, tăng cường kỷ cương, tích cực chủ động, đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để thực hiện thắng lợi chủ đề thi đua và tư tưởng chỉ đạo, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị quán triệt triển khai toàn diện đồng bộ phong trào thi đua quyết thắng, tiếp tục đổi mới nội dung hình thức thi đua, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến và làm tốt công tác khen thưởng, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng cấp ủy tổ chức đảng các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ các cấp, bảy dám theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện ba đột phá. Về tổ chức, biên chế, huấn luyện và đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính, quân sự. Đồng thời tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm lập thành tích kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, tổ chức thành công đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024 ở các cấp. Tại buổi phát động, đại diện các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã ký kết giao ước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi, nội dung, chỉ tiêu mà Hội đồng thi đua khen thưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát động. Với phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, Liên đoàn Lao động huyện Nho Quan vừa tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân chia sẻ năm 2024 cho đoàn viên và người lao động. Tại chương trình, cùng với các tiết mục văn nghệ sôi nổi, rộn ràng không khí Tết đến xuân về, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện Nho Quan và các nhà hảo tâm đã trao tặng 180 xuất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng 12 đoàn viên công nhân tiêu biểu năm 2023. Trong dịp này, các tổ chức cơ quan doanh nghiệp sẽ trao tặng trên 400 xuất quà trị giá 132 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn thông qua Liên đoàn Lao động huyện Nho Quan. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 100 xuất quà. Cũng tại chương trình, còn mở những gian hàng ưu đãi gồm các sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của công nhân, phối hợp tư vấn chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên người lao động, bốc thăm trúng thưởng. Chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ là hoạt động có ý nghĩa lan tỏa thông điệp không ai bị bỏ lại phía sau trong cộng đồng và toàn xã hội, lan tỏa yêu thương để mọi người mọi nhà cùng đón Tết vui xuân, khẳng định tổ chức công đoàn luôn đồng hành chăm lo đến đời sống đoàn viên, người lao động. Nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên công nhân lao động dịp Tết Giáp Thìn, Liên đoàn Lao động huyện Gia Viễn cũng vừa tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ năm 2024 với sự tham gia của trên 1.000 đoàn viên người lao động trên địa bàn. Tại chương trình, ngay sau các tiết mục văn nghệ mừng đảng mừng xuân tạo không khí vui tươi gắn kết trong công nhân và người lao động, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện Gia Viễn đã trao tặng 365 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng 200 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 100.000 đồng và 400 món quà miễn phí, chuẩn bị 101 phần quà gồm tủ lạnh, xe đạp, bếp ga, máy sấy tóc với tổng trị giá là gần 50 triệu đồng để trao cho đoàn viên, người lao động tham gia bốc thăm trúng thưởng. Việc tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ đã trở thành thông lệ thường niên của các cấp công đoàn mỗi dịp Tết đến xuân về. Được biết trong dịp này, các cấp các ngành, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tài trợ cho Liên đoàn Lao động huyện tổng số tiền 250 triệu đồng và 785 xuất quà bằng hiện vật trị giá 31 triệu đồng để trao tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 20 công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của huyện năm 2023. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức trưng bày các gian hàng, phiên chợ Tết công đoàn, phục vụ nhu cầu mua sắm với nhiều mặt hàng chất lượng, giá ưu đãi, giúp đoàn viên, người lao động cùng gia đình đón xuân mới, đầm ấm, vui tươi. Năm 2023, Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình, Hoa Lư thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song với sự quyết tâm, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, số thu đã đạt gần 1.900 tỷ đồng bằng 113,7% dự toán pháp lệnh.
Cụ thể, địa bàn thành phố Ninh Bình thu ngân sách đạt hơn 1.800 tỷ đồng bằng 125,4% dự toán pháp lệnh. Địa bàn huyện Hoa Lư đạt hơn 96 tỷ đồng bằng 42% dự toán pháp lệnh. Đáng chú ý, số thu từ thuế, phí, lệ phí, sổ số đạt hơn 1.100 tỷ đồng bằng 196% dự toán pháp lệnh và bằng 160% so với cùng kỳ. Có được kết quả trên là nhờ chi cục đã tập trung rà soát toàn bộ nguồn thu, giao dự toán ngay từ đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ thu hàng quý phù hợp với tình hình kinh tế, đi đôi với tăng cường chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung hướng dẫn hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường quản lý, hạn chế nợ động thuế. Năm 2024, chi cục được giao dự toán thu gần 2.865 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, chi cục xác định tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp của ngành. Trọng tâm là triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề tăng thu bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh công tác hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử, nâng cao chất lượng giám sát kê khai thuế, tăng cường biện pháp quản lý thu các khoản thu các lĩnh vực còn nhiều dư địa như hoạt động thương mại điện tử, hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân, hoạt động cho thuê tài sản, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm nay.